Bất ngờ ông chồng diện đồ chuẩn bị đi đâu đây? Cô vợ khờ đòi mua chiếc máy bay cho ông chồng. Chứng đâu cái gì cũng mua, mình chở chung dính cũng mua. Ừ. Cầm tô cũng mua. Ừ. Có, dẫn bà này không? Cái đó là làm đỡ con kiếm bà nào thường thường đông thuy cùng trẻ lên máy bay. Rồi đó, bữa nay có cái bọc đồ cho nhóc rồi đó. Dạ. Vui không? Dạ vui. Nhóc gì nó có đồ mặc không? Dạ có. Gì thế? Đồ mấy cô chú có con nhỏ mà bận kẹt đó rồi thẳng ngân mà. Con nhỏ. Mở ra coi. Mở ra coi sọn coi bé bận vừa không? Dạ. Rồi mai mốt có bà con tặng đồ cho Trinh rồi mấy anh cho Trinh nữa nghe. Dạ. Kéo cái áo lên chút. Đợi tắm xong hả? Dạ. Dạ, chồng cậu gâu rồi đó nghe. Tới công chuyện nữa rồi đó. Chồng cậu gâu rồi Trinh ơi. Dạ. Cậu chứ ơi. Bữa nay đẹp trai quá, cậu vô còn đẹp trai dữ hơn nữa. Dạ, thì cho ra đường cậu. Cái kiến này độc quyền quá vậy ta. Kiến này là mua nhiêu rồi lại? Kiến này lâu lắm rồi. Lâu lắm hả? Tại sao không kiếm cái kiến nào nguyên nguyên trời, cái gì mà cái kỳ vậy? Mình đâu mua một kiến. Rồi. Rồi bữa nay ông cậu gâu kìa, đẹp trai quá trời luôn rồi. Sẵn bộ mình rồi đó nghe, tối hôm nay lo mà cung đi. Gửi về một trời luôn. Phá cửa. Kìa, mới nói gì? Ai nói gì ạ? Hồ vui lửa là anh, nó vui sật âm nhờ. Không, đâu đó vừa cho. Để cái, có gọng gì không? À, gọng gọng nó thoải mái hơn rồi nữa, cái nó mặt lớn lớn luôn. Nó không mượn. Nó không mượn nữa. Tình luôn. Chút sẵn bộ đồ mì cay lên trên nó bạn nha. Đồ mì cay luôn ha. Đồ về cucumi. Cucumi đó. Rồi, đất ơi. Quá đẹp luôn, đồ mới mới không à. Đồ mới mới không kìa. Chú ơi. Anh thức anh ngủ à? Không nhận ơi, không nhận nó dễ thiệt chứ. Không dễ ăn đem đi dục rút mít rút cây sao cũng không vừa. Đồ mì không vậy, đồ mì không kìa. Dạ. Ồ, nguyên một đồ này bạn chắc nguyên năm quá. Dạ. Rồi kìa anh kêu kìa. Kêu mẹ kìa, nói con có đồ mới kìa, kêu mẹ kìa. Cô Vy ơi, cảm ơn cô chú đã chơi đồ cho con cảm ơn. Còn cái chị kia bữa hổm mà chị có xin địa chỉ đó nhưng mà chưa thấy chị gửi. Thì chừng nào mà chị gửi thì có gì anh đem qua luôn ha. Dạ. Ừ. Vậy đồ là mình nhận nữa không? Ví dụ như vậy mình nhận nữa không? Dạ, nhận nữa, ai cho nhận hết. À, rồi nhận hết hả? Dạ. Ừ, vậy thì chơi lần phụ cấm đồng khán giả mình đâu dám chơi lần. À. Ai cho cái gì lấy cái nấy. Ai cho gì mình nhận lấy ha. Dạ. Đừng có cho thêm vợ cho chồng rồi. Hay ta. Cho cái gì cũng lấy. Ờ, đừng có cho bà vợ cái nào dạ, cho chồng là được phải không? Cho bà làm cho chồng là được. Mở cái bữa nào anh nào đó ảnh tặng cho anh chồng mình một cặp bưởi đó, ngon ngon đó. Ừ. Ý em sao? Không, em không có nhận cái đó, em từ chối liền nghe là không có nhận. Không, người ta cho cặp bưởi. Bưởi ăn thì nhận nha. Bưởi ăn thì nhận. Cho bưởi ăn mà chứ. Cho cặp bưởi mà. Bưởi ăn thì nhận, còn bưởi kia thì no. Bưởi kia là bưởi gì mà em nói no? Bưởi kia là bưởi gì? Cặp lo của phụ nữ. Gì lo đó hả? Cặp lo hả? Cặp lo đó. Ôi, Trinh cũng biết quá ha. Gán ăn uống nhiều vô, đặng mà có cặp lo đồ. Dạ. Bà bổ thân độ cặp lo hơi ngang ngửa người ta. Vậy hả? Để đấu mới lợ, để không chồng bỏ. Rồi đó, giờ là mình có ăn cái món gì mà ngon không? Đây là ăn bình thường thôi, sáng là ăn mì gói không à, vậy đó hả? Dạ. Chủ yếu cho nhóc á hả? Cho cu. À. Dạ. Còn dư thì bỏ heo. Có cần thiết cái gì dư
lắm đi, móc ống là sử dụng. Vậy đó hả? Nhà không tiền đóng tiền điện tiền nước, một tháng mới lấy ra. Một tháng nhiêu tiền điện tiền nước nhiêu? À, 200 mấy, gần 300. Vậy đó hả? Thấy cũng đâu có xài gì đâu mà cũng điện cũng lên giá đó. Điện lên giá chứ là nè, cụ Tơ nè, Tơ nó dẫn là đưa lên trên 24 đó. Ủa cái này à, cái này cụ Tơ hả chứ không phải là mình đưa hả? Dạ à. Cụ Tơ điện mà bơm gió thái quạt nhưng là không có được chứ đó. Điện này chứ nào không điện nữa. Rồi chỗ hai chồng dưới đây ngồi tâm sự xíu thôi. Đẹp trai quá à kìa, ông dọn rồi kìa. Rồi bây giờ ông dọn rồi đó nghe. Trời ơi trời ơi. Có cộng đồng mạng thấy đẹp tính được. Ừ. Trời trời. Định kiếm bài nào cộng đồng mạng thấy gì. Ừ. Có dọn cái đẹp không? Cái nào là làm thấy đẹp rồi. Đỡ có kiếm bài nào thường thường trong phi công trẻ lái máy bay. Lái không? Ý ông muốn lái máy bay không? Lái luôn. Lái máy bay không? Chồng lái. Lái máy bay không? Chịu không? Lại có bằng lái chưa? Lại có bằng lái chưa? Trinh nó sắm chiếc máy bay cho lái. Không mà bữa hổm Trinh nó nói là cái gỗ chơi trong thời bông dịch rồi. Không có chịu em nào chứ, nhưng mà chim sâu thì chịu. Đúng. Hả Trinh? Chịu chim sâu phải không? Tại sao? Tại sao? Lý do? Chim sâu xấu. Chim sâu cũng xấu hơn Trinh phải không? Mình chơi tranh bả chơi hạnh. À, vậy đó hả? Cặp lo mình lớn hơn cặp lo của chim sâu ha. Bởi vì mà bả không bằng mình mới chịu. Vậy đó hả? Tức là mình cưới vợ cho chồng là phải là thua mình mới chịu phải không? Ừ. Trời ơi. Còn cưới mình như khời mình thua bả, và cặp lo bả thì quá bự. Còn cái chảo bả thì chảo trong dính bành cây. Chảo trong dính luôn. Bả mình không có chịu cưới bả cho chồng mình. Mình phải cưới chim sâu cho chồng mình. Vậy đó hả? Chim sâu cái gì cũng thua mình, chảo trong dính cũng thua. Ừ. Cặp lo cũng thua. Ừ. Mình cái chanh không, nhưng mà có cái hàm răng là nó ăn à nha. Dở gì cạp làm dừa. Ừ, nấu dừa nó chịu. Đúng rồi, hàm răng ra, có cái hàm răng là làm ra tiền đó. Nhớ là làm hàm răng nữa ha. Không sao, bữa nay tôi thấy con Lợn đẹp trai hơn nữa ta. Thấy em ngoài. Đúng không? Sao không sao có anh đầu anh. Ngủ sớm đi mày ơi, cho hai đứa tao làm việc gì mày ơi. Tốt lên sáng sủa quá trời. Ủa chắc tối nay em dính dữ à. Ơi. Do quên lần thì dung dinh gì nó ngủ được nhớ là làm thịnh. Ồ dí dầu. Con ngủ sớm đi con. Con ơi con ngủ riết đi con ô, ngủ sớm con ơi. Riết đi con ơi. Để ba má dích con ô. Ngủ sớm đi con nghe, mẹ thương nghe. Gỗ luôn hả? Làm gì vậy Trinh? Muốn gỗ. Rồi nay muốn gỗ luôn hả? Đây ốp mấy cái bình con quay lại coi. Trời ơi, vợ chồng này vui quá ha. Chuẩn bị cho nhỏ bú rồi dạ? Không có đâu, ốp lỡ không chưa. Dặn nè, nó dặn đi cái gan. Nó lên tị nè, nó dặn. Lên tị. Đi lâu một chút là vậy đó. Vậy đó hả? Không chưa, kêu ra ngoài xong hứng gió là lạc mà không đi mua đồ sửa với mua tải này nọ, cái nó dặn đi cái xíu giờ nó dặn gì vậy đó hả? Dặn ôm đồ đi rồi về đây rồi hết rồi nói gì vậy? Hoài luôn chiếc này giữ hoài luôn đây nè cô Bi. Tối hai vòng là ngủ ở đây đó ha. Ờ rồi cô Bi là nằm ở trên võng hả? À. Hai vợ chồng tối nay ở đây đó ha. Ừ. Ngủ dít thì cũng ở đây luôn phải không? Đắp màn lợn. Đắp màn luôn hả? Tắt đèn phải không? Tắt đèn hay mở đèn? Tắt đèn. Đèn hay có để đèn mờ mờ gì không? Không. Cho nó lãng mạn. Được. Tắt luôn hả? Cái đèn có hôi rồi, tối như mực vậy. Vậy đó ha. Dạ. Nè, chén rồi. Dễ thương ai cũng phái hết trơn, ai cũng thương hết trơn.
cha mẹ mà quay cái gì quay à, quay phim cái gì đó, con nằm ơ ơ ơ. Quay lại cho ra. Ê, giờ mấy chú nè con. Ồ, giờ mấy chú nè. Ừ. À. Nhâm cười đó. Coi. Nhâm khi đưa với nó tự tự nấu luôn á, tự bú luôn. Vậy hả? Mới mấy tháng coi gì đó, nó cũng nó khôn lắm. Cầm cho luôn con. Đấy, giờ cầm ai, cầm ai mấy chú coi. Cầm cho mấy chú coi coi. À, cầm luôn nè, cầm luôn nè. Giờ nè nè, cầm ai, cầm mấy chú rồi. Rồi, cầm luôn. Đây nè.